vắng để hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi lại trở lại chương trình Vấn đề hôm nay với quý khán giả và trân trọng kính chào quý vị. Dạ, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Dạ, hôm nay chúng ta đổi đề tài chút xíu. Là vì tiếng thì có quá nhiều chuyện. Đúng nhưng rồi. Mà những cái chuyện quan trọng thì mình sẽ đem ra từ bây giờ. Yes. Là người quan trọng là cái chết của Fidel Castro. Ô chào, cái đó người ta chờ cả mấy chục năm nay rồi. Hôm nhưng nay mà, cái từ 2006 giờ dạ ông vâng. Truyền chức cho ông Raul Castro đó. Tức là người ông Raul Castro đó vâng. Thì người ta nghĩ là ông sắp chết đó. Dạ. Nhưng mà ở hoài đằng đằng sau mà chỉ huy thằng em. Dạ. Và là thằng em cũng muốn ghi ấp luôn mà ghi ấp được. Dạ, đúng rồi. Thì bây giờ là ông chết là một cái hiện tượng. Phải nói rằng là có người nói rằng là đặc là con khủng long cuối cùng phải chết. Vâng. Đúng không? Dạ vâng. Tại vì nó kinh khủng quá. Tức đây là một trong, thật sự ra mà nói thì Fidel Castro là một trong những cái biểu tượng cho cái chế độ cộng sản tại vùng Cuba. Ừ. Song song với bên cạnh đó thì có những cái biểu tượng khác mà biểu tượng cho cộng sản tại Trung Cộng, chẳng hạn tại Việt Nam hay là ngay cả Campuchia và bây giờ một số Lào. Đó. Thì cái sự mà từ trần của ông Fidel Castro có thể nói là một cái sự bắt đầu, một cái sự cáo chung cho một phần của chế độ cộng sản, phải không thưa anh? Đúng, nhưng mà đây là không phải là một cái biểu tượng, là một những tay nghĩa là lãnh tụ cực kỳ gian ác của vâng. cộng sản sau vâng. Lenin, sau Mao Trạch Tung, sau Hồ Chí Minh về Fidel Castro có lẽ là con khủng long cuối cùng ra đi thì nó ảnh hưởng với chế độ cộng sản thế nào? Vâng, thì đối với chế độ cộng sản đó, đây là một cái biểu thường thường những cái vai trò của những cái chế người cầm đầu của chế độ cộng sản thường thường nó duy trì được cái cán cân của cái chế độ này. Thì sự ra đi của ông Fidel Castro nó là một cái sự tan vỡ dần trong một cái thế lực mà đảng cộng sản từ trước đến nay đã tìm cách để mà gọi là cai trị toàn thế giới từ Trung Cộng và Việt Nam tại vùng Đông Nam Á và tại vì phía Bắc Mỹ và kể thêm Bắc Hàn nữa. Thì với cái sự sụp, với sự qua đời của Fidel Castro, người ta bắt đầu có cảm tưởng rằng là cái chế độ cộng sản trên thế giới bắt đầu lung lay, và chính vì vậy mà nó để lại một, chính vì vậy mà tại Việt Nam nó sợ lắm. Và nhà cầm quyền Việt Nam đã làm cái điều mà từ trước bây giờ chưa bao giờ làm, là yêu cầu làm cái quốc táng, để cái quốc táng cho là Fidel Castro. Không, trước đây thì cũng có là Mao Trạch Đông rồi, có thể là Kim Nhật Thành hồi xưa. Dạ. Nhưng mà không có rộn ràng là lúc đó, là tại vì thế giới chưa biết gì nhiều về Bắc Việt. Vâng. Sau này là bây giờ cả một cái nước Việt Nam, từ Nam thì Bắc cả một nửa nước. Vâng. Có thể mang ơn never, tức như vâng. là không bao giờ mang ơn gì Fidel Castro hết, chỉ vâng. có miền Bắc. Và họ sử dụng cái đó như một cái chiêu bài để tiếp tục, để mà làm quốc tảng cho ông này, quốc lệ cho ông này vâng. là một cái điều rất là phi lý. Thế nên đã gây tranh cãi rất nhiều ở trong nước. Vâng. Và một cái số chống thì họ nghĩ rằng là cái phi lý thời đại văn minh như bây giờ mà còn đem là những Lenin, những là Fidel Castro ra, hay là đem Hồ Chí Minh ra nữa là nó chưa rồi diễm. Vâng. chưa rồi diễm. Nhưng mà người ta nghĩ rằng sợ gì mà nhà cầm quyền cộng sản tại Hà Nội tiếp tục làm như vậy, vì đó là họ muốn giữ lại cái vị thế của các nhà cầm quyền này. Đúng. Để nó được tiếp tục nó đánh bóng cho những cái lãnh tụ tàn nhẫn nhất nhân loại trong lịch sử của nhân loại, tức là trong trường hợp của là Fidel Castro. Thì dầu cho họ cũng muốn làm gì đi nữa, nhưng mà với cái sự tăng trưởng về cái trí thức của con người, với là cái internet và cái sự liên hệ gọi là cái communication bây giờ nó quá tuyệt vời rồi. Đã. Thì người ta nhìn thấy được rằng đó là cái sự gọi là cái quốc táng của nhà nước Việt Nam là một cái trò cười lớn. Và chính vì vậy đã có một cái tác dụng rất lớn đối với là một cái nhân vật mà có thể là cũng tàn bạo không có thua gì Stalin vậy, rồi Hitler mắc, rồi đại khái vậy. Dạ, ông này ông là ăn chơi trác táng kinh khủng chưa từng thấy. Có vâng. những cái tài sản riêng tư lên 4-5 tỷ đô la. Vâng. Và có những cái du thuyền, có những cái nơi mà để ông hưởng và có khoảng chừng hưởng khoái lạc. có là cung nữ. Ôi, có nghĩa là người hầu, có đủ giống như cái triều đài của hồi xưa đó. Dạ, vâng. Của Tần Tiêu Hoàng á. Dạ. Nó khác gì cả. Đó. Thì phần đông các cái chế độ cộng sản, chế độ độc tài đó, thì người ta có cái cơ hội để người ta hưởng thụ trên cái xương máu của người dân. Đó là một cái điều mà cũng thành thực chính vì vậy mà người dân tại Cuba đó, thưa anh, và đặc biệt nhất là người dân Cuba tại Hoa Kỳ, họ rất là mừng rỡ khi mà có cái sự qua đời của ông Fidel Castro. Và tôi nghĩ là cái tuyên truyền đó sẽ bị phạm tuyên truyền ngay, chứ vâng. không có nước nào bây giờ mà làm trò đó nữa. Vâng. Too late, too outdated.
là còn rất là và đặc biệt bây giờ nói với Hoa Kỳ đó, cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba trong ngày xưa là nhờ ông Obama thành thử nó có trở lại bình thường một chút, nhưng bây giờ với ông Trump lên và với những cái chính sách gọi là cái ngoại giao của ông Donald Trump thì mình thấy rằng cái sự tồn tại của Cuba nó sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Và chính vì vậy mình có quyền hy vọng rằng đây là một cái khai đầu mới mà chế độ cộng sản trên thế giới bắt đầu sẽ phải nhường bước lại cho tự do và dân chủ. Vâng. Và tiếp theo khi mà ông Trump đắc cử và nhiều người viết những cái bài rất là hay, giống như là những cái băn khoăn sau cuộc bầu cử vừa rồi, đúng là tại vì cuộc bầu cử vừa rồi người ta nói là một movement, một cái phong trào mới lạ, nhưng mà thật sự thì tôi nghĩ đây cũng giống như là một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng tiến học nó ảnh hưởng tới và cái cuộc cách mạng mà những cái thành phần dân chủ cái kiểu Mỹ hồi xưa đó thì giờ nó cũng lỗi thời đi, và ông muốn làm một cái gì mới, và cái đó được người Mỹ da trắng trong cái khối thầm lặng đã ủng hộ. Và và cái mặt trái của nó là hồi xưa Tổng thống Obama thắng cử bằng tin học, bằng Twitter, bằng Facebook và mấy cái mạng xã hội, thì bây giờ ông Trump thắng lại cái đó và là ai cũng bất ngờ cả. Nhưng mà cái bất ngờ đó nó đưa đến những cái nước mà rất quan trọng ở Á Châu, nó nằm trong 12 nước TTP mà bây giờ ông Trump ông nói rằng là ông tuyệt đối ông rút ra, và cái rút ra của ông có thể không có lợi tộc gì cho người Mỹ cả. Anh nghĩ sao? Thì về cái gọi là thành thực chính vì vậy khi anh nói rất là đúng, đây là một cái cuộc cách mạng không những chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ mà nó có một cái tác dụng rất lớn trên khắp thế giới, và đặc biệt nhất là trên cái phương diện của TPP đó. Thì nó sẽ có, ông mình biết rằng là từ trước đến giờ Tổng thống elect Donald Trump đã không muốn cái TPP, bởi vì cái TPP đó nó đem hết tất cả những cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ nó đi ra ngoài quốc mất. Thành thực chính vì vậy mà làm cho người dân Hoa Kỳ về sản xuất chẳng hạn, những cái kỹ nghệ sản xuất càng ngày càng bị đi xuống đi. Thì điều đó có đúng, nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ phải chấp nhận cái đối tượng của Trung Cộng là một thực thể chính trị về kinh tế nữa. Thành thử đến cái phương diện mà TPP đó thì từ trước giờ ông ta bảo rằng ông ta sẽ rút ra hay là hủy bỏ cái TPP đi. Nhưng mà trong thực tế đó thì làm được cái điều đó cũng là một điều rất khó. Vâng, bởi vì là cái khó vì sao này? Vì là cái TPP đó từ ngày Tổng thống Obama nhậm chức đó thì năm thứ nhì là ông đã vận động cái TPP với 11 nước. Ở trong đó gồm có Nhật, Úc, Brunei, Canada, Chile, Mã Lai, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thì trong đó cái TTP, cái người bỏ nhiều tiền nhất chính là Mỹ, là khoảng chừng 61-62%. Nhật Bản chỉ khoảng chừng 18%, còn lại 10 nước kia là chỉ có 20%. Trong đó Việt Nam là bù trớt không có đồng hoàn nào, toàn không đồng là người được hưởng nhiều nhất. Nhưng mà rồi cuối cùng làm eo, làm sách và này nọ, thành bây giờ nó mới thân thè ra 6-7 năm cũng chưa làm được. Mà hy vọng năm 2018 lại final, thì bây giờ đến phút này là bị deadlock, chưa biết nó sẽ xảy ra thế nào. Thành chúng ta thấy đây là một cái ball game mà người Mỹ họ hề lùi về Việt Nam trong cái cuộc chiến Việt Nam, và họ muốn giúp đỡ Việt Nam rất nhiều để giải quyết cái vấn đề Việt Nam. Nhưng mà tại vì Cộng sản Việt Nam cứ làm đầy không được bao nhiêu năm mình cái thực sự đó mà nói thì Cộng sản Việt Nam nó bị áp lực từ Trung Quốc, từ Trung Cộng, vì Trung Cộng không muốn cho Việt Nam tách rời ra khỏi cái quỹ đạo của Trung Cộng. Thành thử chính vì vậy mà cái áp lực đó nó đè lên đầu của cái nhà cầm quyền tại Việt Nam rất là nhiều. Thì họ cứ chần chừ hoài, nhưng mà những cái người Việt, nhà cầm quyền Việt Nam họ quên đi mất là những cái diễn tiến chính trị, kinh tế, văn hóa tại trên thế giới nó không thể chờ ai hết cả. Nếu mình không nắm lấy thời cơ thì mình sẽ bị mất thời cơ, và nếu mình bị mất thời cơ thì phải mất một thời gian rất lâu để mà tái lập lại cái sự quân bình đó. Thật sự dầu muốn dầu không thì cái TPP là một cái sự đối với ông Donald Trump đó, thì người ta nghĩ rằng ông ta nói là như vậy hủy bỏ đi, nhưng mà trong thực tế giống như là ký giả Trương Sĩ Lương vừa mới nói, nó có rất nhiều các nước khác nhau, và các nước đó họ cũng thấy cái sự tầm mức quan trọng của mình trong cái mối tương quan đối với Trung Cộng và cả Hoa Kỳ và Tây phương. Thành thử chắc chắn rằng cái TPP nó phải được sửa đổi một cái hình thức nào đó nhẹ nhàng hơn để mà cố gắng bảo vệ những công ăn việc làm của Hoa Kỳ, nhưng mà nó là một cái đối tác rất lớn để mà chống lại cái sự bành trướng của bên Trung Cộng. Vâng, là tại vì cái TTP nó có tính cách chiến lược chứ không phải là chiến thuật. Dạ, đúng rồi. Tại vì khi mà Trung Cộng nổi lên về kinh tế đó, vâng, thì là nổi lên về quân sự rất dữ dội tại Á Châu. Vâng. Vì vậy mà Nhật,
Nam Hàn và những cái nước quan tâm như là New Zealand, là Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi, họ rất là sợ hãi về cái vấn đề Trung Cộng. Thành thử mới lập lên cái đó, và lập lên cái đó thì bây giờ nó là thân thể như thế này, là Cộng sản Việt Nam là người trách nhiệm nhiều nhất, là nước trách nhiệm nhiều nhất. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi đã hết giờ trong đợt 1 và chúng tôi xin được ngừng ngang đây và sẽ tiếp tục chương trình trong giây lát.